Thôi, giáo chủ đột nhiên triệu thuộc hạ đến, không biết là có chuyện gì. Thôi, chữ ký đã cho người biết, ta hy vọng ngươi có thể thề trước đạo. Ngoại trừ ta ra, biết không được tiết lộ điều này đến bất kỳ. Bố mày đang quay đi hả? Chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều trưởng lão. Nè 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 nè. Nè nè kìa, nè kìa. Tiểu nữ xanh xanh đi. Đừng nhất chỉ là tiên thể với chồng. Cho mày cháu với bố mày mà. Không nên chuyện mà giáo chủ cho nên làm chẳng nó lại cho, chẳng nó lại gì. Thôi, cho giáo chủ xử trí. Để cái thùng đó vô cho biết trong hũ của nó. Không biết giáo chủ rốt cuộc là có chuyện gì. Năm đó đoạt ngôi vị giáo chủ, sau đó chuyển về bên ngoài ta bệnh nặng qua đời. Mina, Mina, Mina. Chúng sẽ không phục, hay là vào bọn họ. Nhanh cho chứ. Lạc đợt này gọi là tam thi não. Quay, quay. Cái gì? Tam thi não thần đan. Đây, đây, đây. Cùng bất tạc, gọi là độc tạc. Thôi. Nghe nói loại độc dược này, nếu như không có thuốc giải, khi độc tính phát tác, ban đầu sẽ nảy sinh hoang tưởng, tiếp đến là toàn thân thối rữa mà chết. Cái chết rất đáng sợ. Đồng phương các bạn dùng thủ đoạn này để khống chế giáo chúng. Trời ơi, Mina! Ai đọc cho ba đấy? Mina! Mina! Xem qua! Xem qua! Lúc đấy, người nói đến chúng trưởng lão. Mina! Cái bàn! Cái bàn! Đây nè! Đây nè! Các tiểu thư cô ấy cũng bị trúng nữa. Chả! 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 Em đây không được. Đồng phương bất bạc đã ép Xuân Xuân cuốn loại độc dược này. Nhưng Xuân Xuân hoàn toàn không biết sự tình. Lão Phu đành nói thế nào, là thứ nó uống chỉ là tuyết sâm bình thường, là đông phương bất bại đe dọa nó thôi. Giáo chủ, đại tiểu thư thông minh đến như vậy, e là không giấu được cô ấy bao lâu. Giáo chủ tìm thủ phạm đến đây là muốn điều chế thuốc giải đối phó với loại độc dược này. Click em nè, click, click, click. Đúng vậy. Cho nên chuyện này ngươi tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với bất kỳ ai. Ở đây chỉ thương chỉ là đây một con việc sẽ ra hai cái cánh nó kêu gần cắt cái cáp cặp cái cáp thì cái việc sẽ ra giờ em để chị chờ chút nha. Ngươi như vậy rồi, ngươi còn đọc sách sao?